Rồi, xin chào các bạn nha. Này để mình quay cho các bạn xem anh thợ sửa soạn hạ cái cây sào các bạn. Cây sào nằm phía cửa nhà của người dân nè. Bên này có một cái nhà nữa các bạn. Cái này chắc dùng tới xe đẩu ha. Cây sào này nó bị gãy và cục đọt các bạn. Cây này cây sào. Cây này cũng khá lâu năm ha. Cây này đinh không các bạn, người dân ta đốn, người ta đóng đinh vô trong đây để dắt cái gì đó. Bên kia thì có cái quán ở mấy bên kia ha. Đinh đóng vô à, đinh đóng vô lợn cây chứ. Đinh. Xe cẩu tới các bạn, bị gì nó nằm sát ở lộ, giấy dây điện nó khá là nhiều ha. Dùng xe cẩu lại ấy, những phần cưa nó sát lộ á. Cây sao. Rồi, bắt đầu có thể là anh thợ mang móng vô đi lên chảnh cột với cọng dây để cho xe cẩu nó móc các bạn. Ủi đít luôn đi. Mấy cây sao này trời giông gió các bạn, giông gió nó bị gãy đọt lâu rồi. Rồi nó mọc lên một cái nhánh, thêm một cái nhánh nữa, bây giờ dân ta đốn bỏ để cho nó an toàn. Bây giờ có thể anh thợ leo lên ha. Anh leo lên có thể là anh còn một giây. Không, anh leo, ông leo lên luôn rồi. Đi bằng móng các bạn. Cây sao này tuổi thọ nó cũng khá là lâu năm nha các bạn. Cộng dây điện ở trên đó nha, cộng dây điện nha. Cây này tám tấc các bạn.
hỏi nó có tuột, hỏi hỏi tuột dây không? Leo lên cái nữa các bạn ơi. Đây trước cửa này là bán ba cái bún bù tiếu rồi các bạn. Ở cho mình cái gốc cây bên mé bên đó nguyên một cái chùm dây điện bên đó kìa. Phải cẩu làm sao mà cho nó ấy nha, rồi anh leo lên cho anh bỏ cái cọng dây mạng ra ngoài luôn rồi. Trời ơi, cái cây mà anh leo thấy nhúc nhích hết trơn, bị cây này là nó lâu, nó bị gãy lâu rồi. Má ơi, bỏ cọng dây mạng ra luôn. Rồi bây giờ anh tuột xuống ha, để anh cưa tiếp tục ha. Đứt rồi đó, đứt rồi đó, đứt rồi đó. Ê. Thêm cọng dây nữa sao á. Ê. Ra 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 ra. Ra. Có thể là nó dở lên luôn các bạn, dở lên cao lên khỏi mấy cái lằn dây điện này luôn nha. Woo!
ai vô dây đèn. Ôi 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 ôi, xe cho nó qua bên đây chút, xe cho nó qua đây nè. Rồi lên xe an toàn. Đường này cái lộ đường quốc lộ các bạn, đường quốc lộ bởi vì xe nó khá là đông ha. Rồi mình xin kết thúc video luôn các bạn ơi. Hẹn các bạn qua video tiếp theo ha. Anh chị nào có yêu thích kênh chữ cây của em hãy cho em xin một like và một lượt đăng ký ha. Rồi xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Cái máy anh đang cầm là cái máy tin các bạn.